Bóng ma đậu trên mái nhà xuống hỏi thăm. Ba người đàn ông đang đi vào trong một khu rừng ở đâu đó ở Ba Lan. Anh ta đi mãi vào sâu bên trong khu rừng cổ đó thì cả ba nhìn thấy một trang trại và một nhà kho bị bỏ hoang đang dần dần mục nát. Cả ba cứ mãi khám phá cho đến khi màn đêm buông xuống, anh ta quyết định cắm trại ở trong cánh rừng đó. Nhưng cho đến giữa đêm thì anh ta nghe thấy có tiếng động không giải thích được ở trong trang trại bỏ hoang đó, nên cả nhóm quyết định đi đến chỗ trang trại đó để xem tiếng động đó đến từ đâu, thì mọi thứ chuyển sang một ngã rẽ uốn lành đến tận cốt nõi. Był płaszcz tutaj jakiś przecież. Kurwa, nie ma. Kurwa, nie ma. Nie ma nic, kurwa. Nie ma nic. Kurwa. Bạn có trông thấy khi anh ta đang đi vào bên trong trang trại đó thì anh ta nhìn thấy một khuôn mặt đang lúng lẳng lộn ngược trên mái nhà đang nhìn vào anh ta. Tất cả chạy vào trong rừng thì vẫn nghe thấy những tiếng kêu ở phía sau lưng, dường như ai đó hay cái gì đó đã chạy theo anh ta. Trong một khoảnh khắc, bạn có thể nhìn thấy hình bóng của nó có màu xám đen. Một số người cho rằng đây là một sinh vật tiến hóa nào đó ở trong rừng. Một số khác thì cho rằng đây có thể là ma cà rồng. Bạn nghĩ rằng đây là cái gì ở trong trang trại bỏ hoang sâu như thế? Ngôi nhà không ai có thể vào thăm. Một người dân ở trong một ngôi làng nhỏ đã cho biết rằng anh ta thường xuyên nghe thấy tiếng hát véo von ở bên trong một ngôi nhà bỏ hoang. Mỗi khi mà anh ta thức dậy đi bộ vào sáng sớm, anh ta đi qua ngôi nhà bỏ hoang đó, nhưng khi vào đến bên trong không thấy gì. Đến đêm ngày hôm sau, anh ta quyết định thức dậy vào 3 giờ sáng. Anh ta đứng ở bên ngoài để nghe ngóng xem có động tĩnh gì không, thì anh ta cảm thấy có cảm giác như có một cái gì đó vô hình đang nhìn anh ta. Rồi cứ như thế, anh ta đi vào bên trong ngôi nhà bỏ hoang đó thì mọi thứ trở nên cực kỳ lạnh. لا إله إلا الله 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 الله أكبر عليكم الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعوذ بالله أعوذ بالله إيش هذا في صوت قبل شوي هنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله، أعوذ بالله يا ربي. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. يا ربي رحمتك يا ربي، أعوذ بالله يا ربي، أعوذ بالله يا ربي، أعوذ بالله، أعوذ بالله. شذا؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. Một nửa chiếc thùng nhựa bay lên, rồi chiếc téc nước to đùng rất nặng ở giữa nhà bắt đầu di chuyển. Nó lăn nhiều vòng ra đến cửa, rồi nó dựng đứng lên ở giữa không trung trong ngôi nhà. Anh ta chạy vào bên trong, không có gì trong đó, không tìm thấy gì ở trong đó. Vậy bạn nghĩ có phải một thế lực vô hình đã di chuyển những thứ nặng nề đó hay không? Bạn nghĩ ngôi nhà đó có đang bị ma ám hay không? Bóng ma chờ xe buýt vào mỗi đêm. Một gia đình đã cho biết rằng họ thường xuyên nghe thấy tiếng hát véo von ở bên trong một bến xe vào ban đêm. Khi đó không còn ai ở đó, một bến xe của một thị trấn nhỏ phía sau là một cánh rừng không người qua lại. Và một đêm khi gia đình đó đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng hát ở dưới bến xe ngay cạnh nhà. Anh ta gọi mọi người cùng đi theo, rồi đứng trên một con dốc để nhìn theo xuống dưới bến xe đó, thì anh ta nhìn thấy một cái gì đó thực sự lành. ¿Qué quieres? Miren. A la madre, güey. Từ trên con dốc xuống bến xe, anh ta nhìn thấy hình bóng màu đen của một người đàn ông đang đứng lặng lẽ ở ngay cạnh cửa của một chiếc xe buýt. Một hình bóng màu đen tối đứng ở đó trong một bãi xe hoàn toàn trống rỗng, không còn ai ở đó vào 2 giờ sáng để làm gì. Nhưng khi mọi người đến gần thì không thấy gì ở đó bên trong chiếc xe hoàn toàn trống rỗng. Vậy bạn nghĩ đây có phải là một bóng ma hay đây có thể là gì? Bóng ma chờ sẵn trong ô tô. Một người đàn ông đang sống ở Indo, đang ở nhà vào đêm ngày hôm đó, cả ngôi nhà đang yên tĩnh, thì anh ta nghe thấy những tiếng kêu rất lạ phát ra từ ngay ở bên ngoài hiên nhà, nên anh ta thử mở cửa, nhìn ra ngoài đó để xem có gì ở đó không, thì anh ta nhìn thấy một cái gì đó hoàn toàn lành. Sư tới nhà bộ bộ sao vậy, yên chân người đâu nó vui ơi
Jalan dorong Rene. Ngocok nginjang-nginjang ngeluang hati ini buah capek. Anh ta nhìn thấy một khuôn mặt màu trắng nhợt nhạt, mái tóc dài buông xõa với đôi mắt đen sâu đang ở bên trong chiếc ô tô của anh ta, đang nhìn qua cửa kính xe mà chiếc xe đó chỉ có anh ta đi, anh ta cũng khóa cửa, khóa xe vào ban đêm. Vậy bạn nghĩ hình bóng đó ở trong xe của anh ta để làm gì vào đêm khuya như thế? Có phải đó là một bóng ma hay không? Ẩn trong tấm vải. Ba người bạn ở trong một ngôi làng nhỏ đã quyết định rủ nhau đi đến một ngôi nhà bỏ hoang mà được cho là bị ma ám. Ngôi nhà ở cạnh một cánh đồng mà nhiều người dân ở đó đã báo cáo là nghe thấy tiếng động không thể giải thích được mỗi khi trời tối mà ngôi nhà bị bỏ hoang đã hoàn toàn mục nát. Khi trời đêm xuống, cả ba người bạn đó đi vào khắp ở bên trong ngôi nhà rồi đi qua các hành lang trống thì anh ta nhìn thấy một tấm vải rách ở một cái cửa tối om. Anh ta đến gần để đi vào bên trong đó thì mọi thứ trở nên cực kỳ lạnh. Bạn có nghe thấy khi cả ba đang tiến đến gần tấm vải rách đó thì đột nhiên một tiếng hét xé tan màn đêm từ đâu đó bên trong tấm vải đó? Có phải ai đó hay một cái gì đó đang ở trong ngôi nhà đó hay không? Bóng ma và đôi bàn tay đang cố vươn ra tìm ai? Người em trai đã cho biết rằng chiếc camera an ninh trong ngôi nhà của mẹ anh ấy đã ghi được một chiếc ô tô đang đỗ ở trước cửa nhà. Trong khi đó, anh trai của anh ấy đang đặt một cây thông Noel vào trong cốp xe ô tô màu trắng để chuẩn bị trở về nhà. Nhưng một cái gì đó đã xảy ra hoàn toàn lạnh. Bạn có trông thấy trong khi anh ta đang đặt chỗ cho cây thông ở trong cốp xe đó thì bạn có thể nhìn thấy một hình bóng nhợt nhạt đang di chuyển từ những hàng cây đi vào đến gần chiếc ô tô đó rồi cúi xuống và dần dần biến mất. Nhưng ngay lúc đó anh ta đi đóng cửa xe đó thì giống như có hai bàn tay đang cố gắng đưa tay ra từ bên dưới xe, như thể nó đang cố gắng để tóm lấy chân của anh ta khi anh ta đóng cửa. Cả gia đình đều cho biết rằng không có người quen nào ở trong khu vực đó, không có người bạn nào trông như thế. Vậy bạn nghĩ đây có phải là một bóng ma hay đây có thể là gì? Bạn nghĩ rằng hình bóng mờ đang đi từ hàng cây đến gần ô tô đó rồi đôi bàn tay ở dưới đang cố vươn ra có phải là ma? Hình bóng với đôi mắt đen sâu ở trong chiếc ô tô đó có phải là ma? Và khuôn mặt lủng lẳng lộn ngược trên mái nhà đó có phải là ma không? Tôi rất mong nhận được những lời nhận xét của bạn ở trong phần bình luận. Hãy đăng ký chia sẻ cùng với mọi người. Chân thành biết ơn bạn.